Hôm nay mình xay móng, mình xay mình khỏi bé bán nè. Chị Tử. Chị Tử xay. Hãy cho thẳng nha. Thái ơi, chào đi. Hồi sáng xe chị làm sắt đà các bạn, không sắt đà. Được không? Nó lên. Qua bên kia luôn. Qua luôn. Qua luôn. Mày à? Thằng mày thiệt mày. Tới nữa. Rồi. Thằng này chả biết làm gì mọi người. Không biết làm đâu. Anh đồng răng quen mà làm thế này. Neo chặt ra hơi bên. Mình dù nó khỏi bị rớt xuống. Bỏ lên trên cái xe kia. Ta cột vô cây trong cái trước. Cái ngoài sau là ta cột được. Nắng nóng quá. Thật mạnh vô luôn. Tao nghĩ cái dầu cô đê cô lên tao mới luồn được. Tao bỏ cụp cái mét xong tao luồn. Làm gì vậy thầy? Bực cái đai. Được không? Thấy đập đai đó. Tụi đẩy nó đi. Sao lâu có đà sẽ qua bên đây xíu. Ok. Chị gái cho đằng cục sắt. Một cục chàng ra. Muốn lên TV không? Không. Muốn lên truyền hình không? Không. Tuyên nổi tiếng đó. Mình cột xác xong nữa là thấy không? Mình cột xác xong nữa là cột xác xong rồi qua mình hạ đà nữa là sáng nay bắt đầu mình đũa cái đà kiền thấy không? Nhớ là thấy không?
Nắng lắm. Sáng nay bắt đầu mình đuối cái đợt kia. Nhớ mà thang. Đây là cái sắt cầu thang. Nắng lắm. Đây cầu thang, cầu thang nó lên đây. Mình thẳng lên đây. Đẹp. Đây là cái sắt cầu thang. Đây cầu thang, cầu thang nó lên đẹp. Đây. Mình thẳng lên đây. Qua vậy sao? Qua về con ngủ của mình nhỏ đó, đó là đúng 5 giờ mấy. Ủa, 4 giờ, 4 giờ nó ra rồi. Không phải, mình nói là ở trường Túc Vinh ngay chỗ gần cái Giang á. Này còn bao nhiêu bao rồi? Chị tính đi. Qua vậy sao? Chắc là mình đủ đợt kiện đó các bạn. 4 giờ, 4 giờ nó ra rồi. Đổ ra kèn hồi sớm anh em đổ được bao nhiêu rồi? Đi tính rồi. Anh em về nó ra làm không? Anh ra làm chuẩn bị đổ tiếp. Đổ được bao nhiêu rồi? Đổ bằng xong rồi. Cái bà ấu đằng sang cái là chủ nhà. Vừa đủ luôn ha. Người thấy không? Đang ngồi. Dạ. Hả? Chưa tốt. Xong rồi, xong rồi mấy bạn ơi. Dạ anh em đã cuốn máy móc con nghỉ nè. Rồi. Bye mọi người nha. Chào mọi người nha.